nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, các thiếu nhi quý mến, hôm nay ngày Chúa Nhật thứ 18 mùa thường niên và ngày mùng 4 tháng 8, giáo hội cũng hướng về một vị thánh tên là Thánh Gioan Maria Vianney. Anh chị em biết, cha xứ của anh chị em, cha Trương này, ngài là bổn màng hôm nay, Thánh Gioan Maria Vianney. Cho nên hôm nay chúng ta dâng lễ, chúng ta hãy cầu nguyện thật nhiều cho cha xứ thân yêu của chúng ta. Một con người mà sức khỏe của ngài không được khỏe lắm đâu. Tuy nhiên, vì tinh thần nhiệt thành của vị mục tử, ngài luôn luôn sẵn sàng phục vụ tất cả mọi tình huống của đoàn tín hữu. Hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho ngài được ơn sức khỏe hồn xác để mỗi ngày sống hình ảnh của Chúa Kitô là vị mục tử nhân lành giữa đoàn chiên. Con dâng thánh lễ này cùng với các gia đình để cầu nguyện, để thứ nhất để tạ ơn Chúa, cầu sự bình an cho các gia đình, cầu nguyện cho những ai có bổn màng là Gioan Maria Vianney hôm nay, cũng như cầu nguyện cho các đặng linh hồn. Để bước vào mầu nhiệm thánh lễ tạ ơn, trước hết mỗi người chúng ta hãy thành tâm sám hối mọi lỗi lầm của chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy có một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đất Chúa,
lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đức Chúa Cha. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con tự hào vì được Chúa dựng nên và hướng dẫn. Xin Chúa hằng dù thương nâng đỡ chúng con, cùng ban ơn đổi mới mà gìn giữ mọi loài Chúa dựng nên, cho chúng con được hưởng nhờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến tri cùng Chúa, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Chích sách giảng viên. Giảng viên đã dạy rằng hư không trên các sự hư không, hư không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không, vì kẻ này làm việc vất vả trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở nhưng không, thì thật là hư không và hại và tai hại lớn lao. Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần. Suốt ngày của họ đầy sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không được yên lòng. Thế thì chẳng phải là hư không sao? Đó là lời Chúa. Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô đa tàn cứu độ của ta. Hãy chúa tin nhân với lời ca ngợi, chúng ta hãy xương ca để hoan hô người. Hãy tin lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, đấng tạo thành ta, vì chính người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân người trăng dần, là đèn chuyên thuộc ở tay người. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng người, đừng cứng lòng như ở Meriba, như hôm ở Massa trong khu rừng băng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách ta. Họ đã thử thách ta mặc dầu đã thấy công cuộc của ta. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-sê. Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức Kitô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất, vì anh em đã chết và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Đức Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bây giờ anh em sẽ xuất hiện với người trong vinh quang.
Vậy còn sống trên địa cầu, anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là sự thờ phượng thần tượng. Anh em chớ nói dối với nhau, anh em hãy lột bỏ người cũ, cùng các việc làm của nó và mặc lấy người mới. Con người được đổi mới theo hình ảnh của đấng đã tạo thành nó. Ở đây không còn là dân ngoại và do thái, chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì, người mang rợ hay người si tha, nô lệ hay tự do nữa, nhưng mọi sự và trong mọi sự có Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy thầy, xin thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Người bảo kẻ ấy rằng: Hỡi người kia, ai đã đặt ta làm quan xét hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi? Rồi người bảo họ rằng: Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam, vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu. Người lại nói với họ thí dụ này rằng: Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi? Đoạn người ấy nói: Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó. Và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm, ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi cho thỏa thích. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi. Thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai? Vì kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì cũng như thế. Đó là lời Chúa. Hôm nay là lễ bổn mạng của cha xứ cha Trương. Thấy trước bàn thờ đó các sơ trưng hoa đẹp lắm, cho nên là cũng thay lời cho ngài cảm ơn các sơ. Bởi vì tối nay con ở xa quá, rồi trời mưa không có ra dâng lễ chung với ngài được, nhưng xin hiệp ý cầu nguyện với ngài. Thấy trước bàn thờ hôm nay thấy các sơ cắm một bó bông rất lớn đẹp màu trắng là để dâng tặng cho ngài đó, anh chị em biết. Hôm nay các bài đọc có hai điều chia sẻ như thế này. Cái bài thứ nhất là trích sách Giảng Viên. Cái người này có tên là Cô-hê-lét. Ông ta là một nhà hiền triết, nghĩa là đây là một nhà trí thức có kinh nghiệm cuộc đời già dặn trong tuổi đời. Cho nên khi đã về già, ông ta có lẽ có nhiều kinh nghiệm về cuộc sống. Cho nên nói một cái câu mà chúng ta nghe đọc trong cái bài đọc thứ nhất đó, là hư không trên các sự hư không.
Sáng nay con đi, trước khi đi ra đây á, đi lễ tạ ơn của một sơ Teresa Nguyễn Thị Thúy Vân, dòng Đa Minh Bà Rịa. Cái sơ này tên là Vân, cho nên sơ bảo là thực ra cái bài này á, nếu mà dịch sát chữ tiếng Latin và tiếng Hy Lạp á, là phải dịch là phù vân trên mọi phù vân, vanitas vanitate, tiếng Latin á, là phù vân trên mọi phù vân. Thế cái bài sơ này hôm nay bà tạ ơn, bà bảo thưa cha tên con cũng là Vân, thôi đừng có đọc Vân nữa, người ta buồn, phù vân trên mọi phù vân, cho nên đọc là hư không trên mọi hư không. Đấy, thôi thì đọc dịch thế nào cũng được. Nhưng mà cái ý là như thế này, cái nhà hiền triết này cảm thấy cuộc đời này, anh chị em biết cuộc đời này á, thứ nhất là người ta đặt cái cuộc đời này trên ba điểm. Thứ nhất là quyền lực, thứ hai là tiền bạc, thứ ba là tình cảm. Đấy, ba cái điểm này là dân tộc nào, con người nào, từ già đến trẻ, từ học thức đến không có học, bao giờ cũng bám vào ba cái trụ đó: quyền lực, tiền bạc, tình cảm. Đó. Vậy thì cái nhà hiền triết này trải qua bao nhiêu kinh nghiệm trong cuộc đời, cho nên Ngài mới bảo phù vân trên mọi phù vân. Đây không phải là một cái nhìn tiêu cực về cuộc sống, không phải, mà một cái nhìn rất chính xác và tích cực. Chính xác chỗ nào? Con xin thưa với tất cả, chẳng hạn các bà, các cô, khi còn trẻ có ngoại hình, có sắc đẹp tốt, nhưng mà rồi về già, răng bắt đầu rớt, rụng, tóc bạc, trở thành một con người hết đẹp. Cái đó là cái đương nhiên của cuộc sống. Rồi chẳng hạn tiền bạc, hôm nay là tỷ phú, nhưng chẳng may bị một cái tai nạn gọi là ai sang đi rồi, nhà cháy, tất cả tiền bạc tiêu tan. Đấy, tiền của nó trở thành phù vân. Rồi cái gì nữa? Quyền lực. Anh chị em biết, người ta bảo là làm quan thì nhất thời, làm dân thì vạn đại. Hôm nay anh có quyền lực, hôm nay anh làm lớn, nhưng biết đâu mai ngày anh sẽ vào nhà tù. Hôm nay anh làm lớn, nhưng mai ngày biết đâu anh sẽ làm kẻ người ăn xin, không biết được. Bởi vì cuộc đời là lên voi xuống chó là chuyện bình thường. Anh chị em thấy nè. Thế nên cái nhà hiền triết này, họ có quá nhiều kinh nghiệm về cuộc sống, nó trải qua bao nhiêu sự cố, cho nên từ đó Ngài mới mời gọi chúng ta có một cái nhìn hết sức chính xác về cuộc sống. Đó là phù vân trên mọi phù vân. Cuộc đời này trôi qua tất quả, cuộc đời này rất tương đối. Qua bài tin mừng, có một người giàu có và ông ta rất thành công trong vấn đề làm ăn kinh tế. Cho nên hôm năm đó ông ta được mùa vụ mùa lớn, nào là nhiều lúa này, nhiều bắp này, nhiều tiêu này, nhiều điều này, nhiều đậu phụng gì đó. Cho nên ông ta nghĩ rằng các cái kho lẫm của tôi bây giờ bé quá, không đủ để mà bỏ để những cái sản phẩm đó. Ông ta bèn đi xây những cái kho lẫm rất lớn. Rồi ông ta đưa tất cả lúa, gạo, tiêu, mì, bắp, đậu cất vào đó. Và ông ta nghĩ như thế này: bây giờ ta của cải dư thừa, vàng bạc quá nhiều, thôi ăn chơi đùa giỡn phè phỡn, để rồi từ đó hưởng thụ cái đó. Thì Chúa nói: hỡi đồ ngốc. Mà anh chị em biết, Thiên Chúa chúng ta không bao giờ sử dụng những từ ngữ làm mất nhân phẩm con người. Mà hôm nay Ngài nói một cái từ ngữ rất nặng, idio, xin lỗi tiếng Pháp đó, idio, cái đồ ngu ngốc. Đêm nay này, tao lấy cái sự sống của mày thì mày trở thành một nấm mồ bên lòng đất mẹ. Anh chị em thấy,
nhiều của cải, rồi từ đó để ăn chơi, để hưởng thụ. Thứ nhất anh chị em phải hiểu cho nó đúng, Thiên Chúa chúng ta Ngài không kết tội về việc làm ăn thành đạt trong kinh tế, không kết tội điều đó. Bởi vì nếu nghiên cứu, cái người này là một doanh nghiệp thành đạt, người này lên kế hoạch cho tương lai rất tốt. Và như thế, doanh nghiệp tư nhân này thành đạt là một điều đáng mừng cho xã hội và đáng mừng cho anh ta. Nhưng Chúa trách anh ta cái điều này này, là anh ta có một cái triết lý sống, một cái quan niệm sống không được. Quan niệm sống đó là gì? Sống ích kỷ, có nhiều của cải, rồi ăn chơi phè phỡn, rồi chà đạp lên nhân phẩm của những người khác. Anh chị em biết, những ngày vừa rồi, Đức Giáo Hoàng Francisco Ngài mời gọi nhiều nơi. Mời gọi cái gì? Xin đừng có gọi là chà đạp nên phẩm giá người phụ nữ. Nhiều nơi, nhiều người phụ nữ bị đi bán vào các cái tổ điếm làm mãi dâm. Cho nên Đức Giáo Hoàng bảo cái phẩm giá người phụ nữ đang bị chà đạp quá nặng. Cho nên Ngài lên tiếng mời gọi. Cho nên anh chị em thấy cái triết lý sống này, chính Chúa Giêsu Ngài kết án. Không thể để rồi có tiền bạc, rồi từ đó mình ăn chơi, phè phỡn, rồi mình chà đạp phẩm giá, mình coi thường người khác. Điều đó Chúa kết án. Và Chúa nói, hỡi đồ ngu ngốc. Hôm nay con xin được kể lại một cái câu chuyện như thế này. Có một chủ đồn điền giàu lắm, và ông ta có một người giúp việc rất nhiều năm. Và cái người giúp việc này rất trung thành với ông chủ. Cho nên ông chủ ông thấy là bây giờ ta giàu, ta già, ta sắp chết, ta muốn ân thưởng cho người làm việc của ta một điều gì đó. Thì ông ta nghĩ ra một cái kế là sáng ngày mai, hễ ngươi đi từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn, mà ngươi đi được bao nhiêu thì bấy nhiêu đất ruộng, bấy nhiêu các cái khu vườn đều thuộc về ngươi. Thế là cái người giúp việc này nghĩ rằng đây là ngàn năm một thuở, làm gì mà có cái chuyện đó. Cho nên cả đêm anh ta không ngủ được, nghĩ cái kế mình bây giờ phải làm sao để đi cho được thật nhiều cái quãng đường, để rồi tất cả những đất đai, những cánh đồng mà mình đã đi qua là ông chủ cũng cho mình. Thế là từ sáng sớm anh ta thức dậy khi mặt trời vừa ló dạng, và ông chủ bảo rằng cái điểm khởi hành thì cái lúc mặt trời lặn ngươi cũng phải trở về ngay tại điểm đó thì mới được. Thế là từ sáng sớm thức dậy, vừa mặt trời ló dạng, anh ta vội vàng chạy ba chân bốn cẳng, chạy nhanh hơn là sư tử đuổi theo mình. Chạy để làm gì? Để chiếm được nhiều đất đai. Đầu tiên anh ta chạy qua các cánh rừng toàn là gỗ cẩm lai, toàn là vườn rừng những cây gỗ quý, cây lim. Cho nên anh ta nghĩ rằng thôi chuyến này mình được bao nhiêu mẫu đất để ông chủ đã trồng cây cẩm lai, những cây này lớn lên bán ra mình được bao nhiêu tiền. Rồi anh ta lại nhìn qua phía bên tay phải của anh ta, thấy một cánh đồng lúa mênh mông. Anh ta nghĩ rằng mình có khu rừng là gỗ cẩm lai chưa đủ, mình phải cần phải chạy thêm nữa để chiếm được những cánh đồng bát ngát đầy lúa gạo. Bởi vì có lúa thì mình mới ổn định cuộc sống mỗi ngày. Cho nên anh ta lại cố gắng chạy nữa để chiếm được những cánh đồng lúa mênh mông bát ngát. Thế là tới khoảng 4 giờ chiều không ăn uống gì cả, anh ta nghĩ rằng có những khu vườn
trồng cây gỗ cẩm lai tốt, cây quý. Bây giờ lại được bao nhiêu cánh đồng cò bay thẳng cánh. Nhưng mà có một điều, mình có ruộng lúa mà không có nước là nguy hiểm. Bởi vì mùa nắng không có nước lúa nó sẽ chết. Cho nên anh ta thấy ông chủ có một cái dòng suối ở bên kia, nước chảy nhiều. 4 giờ chiều, anh ta vội vàng chạy đi chiếm cho được cái dòng suối kia, để anh ta nghĩ rằng mình có vườn, để có một khu rừng trồng cây gỗ cẩm lai, có bao nhiêu mẫu đất trồng lúa. Bây giờ có một con sông đầy nước như thế này, để bơm nước từ sông vào ruộng lúa hết sức đầy đủ. Thế là anh ta bắt đầu mới quay trở lại điểm khởi hành. Khi quay trở lại điểm khởi hành thì chỉ còn khoảng chừng 15 mét nữa. Vì cả ngày chạy quá vội, không ăn không uống, cho nên anh ta đã bị đột quỵ và chết trước khi về lại điểm khởi hành chỉ còn 15 thước mà thôi. Kính thưa cộng đoàn, cái câu chuyện con vừa thưa với cộng đoàn đấy cũng là câu chuyện trong bài tin mừng hôm nay. Lòng người tham vô đáy, để rồi cuối cùng ai cũng kết thúc bằng một nấm mồ. Mà một nấm mồ thì ai cũng có một thuở đất giống như nhau. Ước gì Chúa bảo hãy biết tận dụng những gì của cải vật chất hôm nay mà mua lấy nước trời. Bởi vì cái gì vĩnh cửu, cái gì đem lại sự sống đời đời cho chúng ta, thì hãy cố gắng tìm kiếm. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con đừng dại dột tích lũy những gì chóng hư nát ở đời này, nhưng xin cho chúng con biết dùng những của cải chóng qua đời này mà mua lấy kho tàng quý báu là nước trời, là hạnh phúc với các thánh, là nơi Thiên Chúa Ba Ngôi đang chờ đợi chúng ta. Xin Chúa Kitô là vị mục tử nhân lành giúp sức và ban ơn cho tất cả chúng ta. Amen. Xin mời đứng lên. Tôi tin kinh một Thiên Chúa. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Chiều đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phóng Si-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mái tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét. Và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy,
Tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Anh chị em thân mến, con người ngày nay luôn tìm kiếm của cái vật chất mà quên rằng gia tài đích thực là sự sống đời đời trên nước thiên đàng. Với lòng tin tưởng mến yêu, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện cầu. Anh em hãy tìm những sự trên trời, xin cho các người nắm giữ quyền bính và tài sản trên thế giới luôn biết sử dụng quyền bính và tài sản mà phục vụ công ích và kiến tạo một thế giới hạnh phúc và bình an. Nhâm lời chúng con. Chúa phán, hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Xin cho tất cả mọi người, đặc biệt anh chị em công nhân đi làm xa quê, không chỉ tìm kiếm của cải vật chất mà còn biết dành thời gian đến với Chúa. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Hãy năng làm giàu cho mình nhờ chiếm được tình Chúa. Xin cho tất cả mọi người trong giáo xứ chúng ta biết tích cực đóng góp của cải vật chất và tinh thần vào nhu cầu chung của giáo xứ, để việc đem Chúa đến cho mọi người trở nên thuận tiện hơn. Chúa nhâm lời chúng con. Lạy Chúa là Cha hằng yêu thương chăm sóc chúng con, xin thương nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng và ban ơn trợ giúp để chúng con biết sống ngày càng xứng đáng hơn với tư cách là con cái Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa xin thanh hoa và chấp nhận của lễ này là biểu hiện lễ tế thiêng liêng của giáo hội. Xin Chúa cùng thương tình biên đổi chúng con thành của lễ muôn đời đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lương từ bi Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi, để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, cái kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng ầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiến toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Gia Mục Emmanuel giao phần chúng con, Đức Gia Mục Tôma và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, chúng con hết lòng tạ ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và xin Chúa ban sự bình an cho các gia đình. Xin Chúa cũng ban nhiều ơn lành hồn xác cho tất cả những ai có bổn mạng là Thánh Gioan Maria Vianney hôm nay. Xin Chúa cũng nhớ đến linh các đặng linh hồn là ông bà cha mẹ tổ tiên, các bè bạn và các ân nhân của chúng con, là những người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, Bàn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy cầu chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời. Chúa Giêsu bảo họ rằng: Các ngươi hãy coi
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban ơn phù trợ và lấy bánh bởi trời bồi dưỡng chúng con. Xin tiếp tục chờ che nâng đỡ để chúng con xứng đáng hưởng nhờ ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Lạy sống chúc anh chị em đi bình an.